Mến chào các bạn. Chủ đề của video hôm nay là cẩn thận đuôi cá nhiều xương. Vậy thì đuôi cá là phần nào và xương tại sao lại như thế? Thì trong video này tôi sẽ phân tích và chia sẻ những cái kinh nghiệm nhìn chart để các bạn thấy dự đoán trước hoặc là quản trị rủi ro hợp lý khi cái tuần giao dịch tiếp theo xảy ra. Và cũng như thường lệ, tôi sẽ cập nhật những cái vị thế đã giao dịch ở tuần vừa qua như thế nào luôn nhé. Nào, rồi bây giờ tôi sẽ nói về những cái kèo giao dịch của tuần vừa qua. Cái thứ nhất là ở cái tuần trước đó thì tôi có cái kèo short ở đây và tôi có nói với các bạn là tôi sẽ thả cái TP ở quanh cái stop loss ở cái vùng swing này. Thì điều đó đã xảy ra. Thì bây giờ tôi sẽ xuống cái khung thời gian H1 để miêu tả rõ hơn, chi tiết hơn là cái quá trình giá nó xảy ra và cái kèo giao dịch tiếp theo tôi diễn ra ở đâu nhé. Thì để các bạn có thể hình dung thì những cái cây nến có màu này, màu xanh, màu đỏ, màu vàng này, thì các bạn không cần hiểu là cái màu nó có ý nghĩa gì, chứ cần biết là chỗ nào có màu ấy thì đó là cái thời gian mà mở cửa của phiên Mỹ, phiên New York ấy, là New York Opening ấy. Thì thường là tạo lập ấy, họ sẽ hoạt động nhiều ở những cái giờ đó, là bởi vì đó là cái giờ mở cửa. Các bạn để ý là cái tin tức của Mỹ ấy, thường nó ra vào giờ mở cửa mà, cho nên tạo lập sẽ hành động, họ sẽ tạo vị thế nhiều ở những cái thời điểm đó. Cho nên là sau một ngày chúng ta ngủ dậy và giờ châu Á, chúng ta nhìn thấy OB ở cái vùng trước đó ở đâu và cái tin tức nó chạy như thế nào, thì chúng ta cũng một phần nó mường tượng là nếu mà đánh trend following thì chúng ta sẽ theo những cái OB đó đấy. Thì ở đây cái kèo mà trước đó là chúng ta đánh theo cái kết quả tin tức interest rate, là tin tức CPI của Mỹ, thì đánh xuống thì chúng ta đã được đây, và cái kèo này tôi ăn được là khoảng 2.8 r đấy. Thì nó phải đợi khoảng không, trên đây chứ mà tôi đã chốt sớm nha, chứ tôi không có đợi nó rớt đâu. Thì nó đó khoảng một ngày thì tôi, tức là thứ hai tuần sau là tôi đã chốt lệnh này. Và cái đỉnh tiếp theo mà tôi mở ấy là nó là quanh ngày thứ năm 17 tháng 8, và sau khi tôi thấy kết quả của cái con sóng này rất rõ ràng là cái tin là building permit thì kết quả actual nó lớn hơn kết quả previous, và ra nó lớn hơn đây khoảng lớn một chút, và sau đó là cái tin FOMC minutes, và làm cho cả cái phiên New York này nó rớt xuống rất mạnh. Thì cho tôi thấy rất rõ là cái trend 20 xuống, thì tôi sẽ tìm một cái cơ hội short và tôi sẽ nhắm vào cái H1 fair value gap ở đây của cái phiên New York, và nó cũng gần cái khu vực là OB ở đây, và cũng là ngay cái điểm này. Thì cái điểm màu xanh này, để tôi mở lại cái chart 4 giờ các bạn xem, thì đó là ngay cái swing trước đó. Thì hợp lưu với hai thông tin, thứ nhất là fair value gap ở ngay cái phiên mở cửa giờ New York, cái thứ hai đó là ngay cái điểm swing này, thì tôi mở lại một cái entry ở đây và stop loss của tôi là quanh ở phía trên này. Và TP của tôi ở đâu ạ? TP của tôi là quanh cái vùng này. Thế tại sao lại là quanh cái vùng này? Thứ nhất là cái điểm màu đen này, chặt 4 giờ tôi đã mở lại cho các bạn xem ấy, thì nó là quanh cái swing trước đó. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, một yếu tố nó rõ ràng hơn về mặt thanh khoản, đó là trong cái ngày hôm đó thì cái khoản này này là lúc 12 giờ cho tới là 17 giờ. Đó là cái giờ hoạt động mạnh nhất của phiên châu Âu, cho nên là cái thanh khoản lớn mà gần nhất của ngày hôm đó thì nó là quanh đây. Thì cho nên nếu tôi short đối ứng lại, thì tôi đã từng nói rất nhiều lần ấy, vào thanh khoản của đội mua, tức là đội bán. Vì giả sử như New York là đội bán xuống, thì thanh khoản mua lên ở châu Âu nó rất mạnh mẽ rõ ràng ở đây, thì tôi đặt ngay cái TP ở đây là sẽ ăn thật hết đấy. Và đương nhiên tôi không phải là thần thánh nhận biết được nó có rớt xuống đến đây hay không, tôi chỉ biết là có thể nó rớt tại stop loss ở đây, nhưng mà gần nhất thì phiên Âu là cái phiên nhiều thanh khoản thứ hai sau phiên Mỹ, cho nên là tôi sẽ nhắm vào đó để lấy một cái thành quả chắc ăn hơn. Và kèo này thì tôi được 2.88 gần 3R đấy. Thì tóm lại là tuần vừa qua tôi được là 2.6 ở đây và 2.8 ở đây, đâu đó khoảng hơn 5R một chút đấy. Thì 1R của tôi là khoảng 0.5% tài khoản nhé, 0.5% tài khoản. Thì 0.5 nhân cho 5 là khoảng 2.5% tài khoản lợi nhuận. Thì đó là kết quả của cái tuần vừa qua của tôi. Và tiếp theo tôi sẽ giải thích cho các bạn tại sao lại là chúng ta đang ở vùng nuôi cá và vùng này sẽ xương sẩu như thế nào nhé. Đây các bạn có thể thấy ấy, là cái sóng tăng của vàng chúng ta bắt đầu vào cuối tháng 6, đầu tháng 7, chạy cho tới là vào khoảng ngày 20-21 tháng 7 thì tạo đỉnh. Và sau đó là sang cái ngày cái tuần cuối ấy, ra tin về USD ấy, thì bắt đầu là breakout mạnh xuống, cho thấy cái dấu hiệu đảo chiều xu hướng và bắt đầu giảm mạnh trong suốt cái 1 đến 2 tuần đầu tháng 8 vừa qua. Thì chúng ta thấy rõ là chúng tôi đã nói rất nhiều lần ấy, là các bạn trong giao dịch các bạn phải hình dung là thanh khoản của đội mua lên ấy, tức là đội bán xuống. Đây, ví dụ như là cái đoạn lên này, tức là thanh khoản là nguyên cái đoạn xuống này, các bạn thấy không ạ? Khi nó ăn hết cái thanh khoản này thì sao ạ? Đây, nó không đánh xuống, nó không đánh lên tiếp thì nó tạo OB mới. Đấy, thì thanh khoản của đội mua lên tức là đội bán xuống. Vậy thì ngược lại tháng 8 chúng ta thấy là đang bán xuống. Vì thanh khoản của đội bán xuống chính là cái đội mua lên. Và nguyên cái thanh lên này, nó được nguyên cái giai đoạn là tuần 1 và tuần 2 tháng 8 ăn hết rồi. Đấy,
Thì đây, giả sử đây là nguyên con cá đi, thì phần này chính là đuôi cá này, phần này chính là đầu cá này, các bạn thấy không ạ? Và chúng ta ăn hết cái thân cá là quanh cái khục ở giữa này, và bây giờ chúng ta đã tới cái phần đuôi cá rồi đây. Và sau khi mà nó đánh cái bể cái sau khi mà nó đánh ăn hết cái stop loss của cái vùng swing này, thì tôi biết là có sẽ có rất nhiều bạn mà được gọi là thiếu kinh nghiệm trong cái giao dịch đó. Các bạn đến trend following á, thì sau khi 1 đến 2 tuần mà ăn quá nhiều cái lệnh đi, thì các bạn sẽ đi vào cái tâm lý gọi là tâm lý FOMO. Các bạn cho rằng là khi mà cái stop ở đây nó bị gãy nè, và thậm chí là các bạn mở khung nhỏ hơn, các bạn sẽ thấy như là có hai đỉnh ở trong cái chỗ này, quanh cái vùng này, để bạn nghĩ là có thể là cái xu hướng giảm sẽ tiếp tục. Và nếu như hiểu theo cái kiểu lý thuyết về trend đó, thì rõ ràng là chúng ta thấy là có thể là nghĩ đến cái việc short tiếp. Tuy nhiên, nếu bạn giao dịch đủ lâu trên cái thị trường vàng, bạn sẽ biết ấy, thật ra nó không chỉ là thị trường vàng mà bất cứ cái thị trường nào luôn ấy, thì sau khi mà cái stop loss cuối cùng của một đoạn swing nó bị ăn á, thì nó sẽ luôn có 2 trường hợp xảy ra. Và tôi đã nói rõ cái trường hợp trong cái trường hợp của cái miêu tả đoạn này ở video trước đó, là sẽ có 2 cái cách mà khi mà tạo lập sẽ làm. Thứ nhất là sau khi mà ăn hết cái stop loss ở một cái điểm swing nào đó, thì sẽ có 2 trường hợp xảy ra. Trường hợp thứ nhất là tạo OB quanh cái vùng stop loss này, sau đó break xuống để tiếp tục xu hướng. Thứ hai là nó sẽ đánh lên gần cái OB cũ, và nếu như là tiếp tục xuống giảm, đó sẽ tạo cái OB mới quanh đây và đánh xuống. Vậy thì trường hợp tương tự như vậy, giả sử như cái đoạn nhỏ này là cái đoạn lớn này, và cái đoạn break xuống này chính là cái đoạn này, các bạn thấy hình dung nó tương tự không ạ? Và nó đánh xuống này, và nó cũng giống như cái chỗ này nè, thì là chúng ta đang ở quanh cái chỗ này, chính là cái chỗ này. Thì sẽ có 2 cái trường hợp xảy ra. Cái trường hợp thứ nhất là nếu muốn tiếp tục luôn cái mẻ, thì 1 trong 2 tuần tiếp theo sẽ là đi ngang đây, tạo thành cái OB mới, rồi sau đó là sẽ kích hoạt lệnh trigger đánh xuống. Hai là nó phải mean reverse, tức là sao ạ? Nó sẽ về những cái vùng OB cũ. Thì chúng ta thấy OB cũ ở đâu? Thì trước khi để thấy OB cũ, chúng ta phải đánh dấu cái vùng breakout của chúng ta break ở đây, đúng không ạ? Và OB trước khi breakout là chúng ta ở đâu ạ? Một là ở đây. Nhưng mà cái này ấy, là OB so với con sóng này nha các bạn. Còn cái OB ở quanh cái vùng này, nó chính là cái vùng này này, cái vùng này này. Đây, nguyên cái vùng lớn này. Đấy, chính là cái OB cũ. Vậy thì nếu như mà nó không tạo OB ở đây đánh xuống, mà nó sẽ quay ngược lên, thì có thể nó sẽ lên tới gần cái vùng này, lên cái gần cái vùng này để mà nó kích hoạt một cái lệnh mới. Và nếu như mà đi xuống, thì cá nhân tôi khi mà dựa vào những kết quả về về kinh tế, thì tôi cho rằng vàng nó sẽ còn một đoạn rớt xuống nữa về mặt trung và dài hạn. Tuy nhiên là nó sẽ rơi vào cái điểm nào và thời điểm nào, vào cái vùng giá nào, thì chúng ta phải chờ đợi cái phản ứng của tạo lập để chúng ta biết được có cái thanh khoản ở đâu mà chúng ta điều chỉnh. Và ở đây dễ thấy nhất thì chúng ta sẽ kéo cái Fibo xuống đây, và nếu như trường hợp nó nhồi lên thì Fibo 50 nó quanh đây, thì có thể nó sẽ lên tới đây và tạo cái OB mới là cái vùng phân phối. Các bạn bị FOMO ngược lại mua lên ấy, thì nó dính tới đây sẽ làm cái vùng phân phối. Thì các bạn thấy nó kích hoạt đánh xuống, thì chúng ta sẽ tiếp đà chúng ta đánh xuống. Và trend following lúc này á, thì TP của chúng ta cũng chỉ là tới quanh vùng này thôi các bạn. Tại vì nó nếu mà ở đây nó không phá vỡ tiếp, thì chúng ta sẽ không biết được là trend nó chạy tới đâu. Đấy, thì chúng ta phải hình dung điều đó. Và chúng ta phải chuẩn bị 2 kịch bản, và 2 kịch bản nó xảy ra khi nào. Cái kịch bản thứ nhất là nó break cái vùng này luôn, nó break, nó tạo OB xong nó break cái vùng này luôn, thì đó kịch bản đánh xuống. Còn kịch bản mà nó đánh ngược lên thì sao ạ? Thì nó phải đánh dấu. Thì trước tiên nó sẽ đánh dấu ở cái chỗ này là rất rõ nè các bạn. Các bạn hình dung á, nếu như các bạn đánh short nha, và các bạn break cao đánh xuống, thì các bạn sẽ đặt stop ở đâu trong cái vùng này và cái vùng gần nhất? Thứ nhất là bạn sẽ đặt stop loss ở đây, đúng không ạ? Các bạn sẽ đặt stop loss ở đây là obvious stop, từ là obvious stop là hiển nhiên là các bạn sẽ đặt stop loss ở đây. Cái thứ hai là bạn đặt stop loss ở đây, đúng không ạ? Và thứ ba là bạn đặt stop loss ở đây này, và cuối cùng là đặt stop loss ở quanh cái swing high của cái tuần này. Thì cái tuần này bắt đầu từ đây và cái lúc đây là swing high của tuần và swing low của tuần. Vậy thì nếu bạn đánh lên ấy, thì khả năng đầu tiên á, trước hết là sẽ có hiện tượng đấy đấy sao cao hơn đến trước và đỉnh sao cao hơn đến trước, sau khi nó giật cái stop loss ở quanh cái vùng này đấy. Thì cho nên là trong trường hợp đánh lên thì phải có cái break out lên rõ ràng quanh cái giá này, sau đó nó retest break lên một lượt đó, thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm một cái cơ hội đánh long lên. Còn trong trường hợp nó đi ngang sau đó break xuống, thì nó cũng tương tự như vậy, nó phải break xuống cái rõ ràng nha các bạn, sau nó retest và chúng ta mới tìm cơ hội để short xuống. Còn nếu mà break thì kiểu nó quẹt cái đuôi xong nó quay ngược lên, thì khả năng nó sẽ giống gì nè, khả năng giống gì nè, là nó sẽ là full break để nó có thể dọn ngược lên. Cho nên là chúng ta phải tùy vào cái tình hình của thị trường nó phản ứng ra sao để mà chúng ta giao dịch. Và nếu các bạn theo cái phương pháp giao dịch của tôi á, là TLC breakout, tức là trigger liquidity và catalyst ấy, thì các bạn sẽ xem cái lịch kinh tế để tuần sau có những cái tin tức gì. Và cá nhân tôi lưu ý cho các bạn ấy, tuần sau ấy nó có 2 cái tin mà quan trọng mà các bạn có thể là ảnh hưởng đến cái trend của nguyên cái tuần sau. Cái thứ nhất ấy là tin về durable goods orders month over month. Thì
Ở đây số forecast là -4 và số prior là 4.7, tức là sao ạ? Tức là lúc trước á, thì nó là suy dương, nhưng mà sau đó này forecast nó âm luôn á. Âm tức là USD yếu hơn á, mà USD yếu hơn á thì khả năng nó đâm cái hoặc cái sẹt lên á, thì cái trend mà gọi là đi đảo ngược có thể là liên quan tới cái tin này, hoặc là ngay cái giờ mà Fed Chair Powell speech, tại vì sau cái tuần mà ra tin FOMC meeting minute đây, tin này tức là liên quan tới cái văn bản liên quan tới interest rate á, thì khi ông Powell speech, ông sẽ có thể là ông sẽ đưa ra một số gợi ý về tương lai cái hành động giá của ông sau khi mà ông cân nhắc cái tin tức về, thứ nhất là về NFP ở đây, và thứ hai là về CPI hoặc là những cái retail sale ở đây, hoặc là đặc biệt là cái durable goods order monument này, thì có thể là tạo lập sẽ hưởng ứng theo cái phát biểu đó để mà có cái gọi là cái hành động giá thật sự rất là nổi bật trong cái tuần này, và nó sẽ diễn ra vào thứ năm hoặc là thứ sáu tuần như các bạn. Cho nên là có thể trong tuần này á, quanh cái khu vực này nè, trước đó nó sẽ bị đi ngang luôn. Cho nên các bạn nào đánh theo trend mà dài hạn trên H4 hoặc là daily á, các bạn sẽ thấy rất khó chịu và ít cơ hội giao dịch. Còn các bạn nào đánh khung nhỏ hơn H1 á, thì các bạn sẽ thấy được chuyện đó. Tuy nhiên tôi không khuyến khích các bạn đang đánh trend khung lớn mà nhảy xuống khung nhỏ như các bạn, bởi vì nếu các bạn không quen thì dính stop loss rất dễ dàng. Đấy, thì đó là đôi điều về cái việc mà chúng ta cần phải cẩn thận về khái niệm về đầu cá và xương cá. Xương là những cái vấn đề lùng bùng trong này, thì các bạn phải để ý chuyện đó vậy nhé. Và chúc bạn có cái tuần tiếp theo giao dịch thật sự là an toàn và quản trị được rủi ro một cách tốt nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video của tuần tiếp theo.